Và đây là sứ mệnh 300 anh em nhé. Có một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 300 anh em ạ. Và vẫn như thường lệ thì mình sẽ chọn chế độ chơi là cực khó nha bạn nhé. Trước khi vào sứ mệnh thì mình sẽ thử thay đổi các trang phục cho lính giáo nào anh em ơi. Và sứ mệnh 300 này thì mình chơi rất nhiều lần rồi, nhưng bạn yêu cầu thì mình tiếp tục mình chơi lại anh em nhé. Mình thử thay đổi trang phục lính giáo năng lượng mặt trời đi nhá anh em nhá, cho nó máu chiến anh em ạ. Wow wow, quả này là máu rồi đấy anh em nhá. Đó, làm quả skin thợ mỏ năng lượng mặt trời luôn anh em ạ. Và mình sẽ nâng cấp các chiến binh của mình để vào sứ mệnh chiến đấu thôi anh em nhá. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhá. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và đây là giao diện của sứ mệnh 300 anh em ơi. Lại là một đồng cỏ xanh tươi bát ngát anh em ạ. Và sứ mệnh này đã khuyến mãi cho mình 3 anh chàng lính giáo và 4 anh chàng thợ mỏ anh em ơi. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Đó, mình tiếp tục mình farm vào mấy ông thợ mỏ trước anh em nhé. Đợi cho quân địch ra là mình chiến thôi anh em nhỉ. Và ở sứ mệnh 300 này thì mình không được sử dụng kiếm sĩ, cung thủ, phù thủy và người khổng lồ anh em nhé. Mình chỉ có dân nhân vật chủ chốt để chiến đấu đó là anh chàng lính giáo này thôi anh em ạ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Mình không bỏ sót bất kỳ sứ mệnh nào mà anh em yêu cầu mình chơi đâu anh em ơi. Wow wow wow. Chứ gì mà quân địch đã có mấy anh chàng kiếm sĩ ra để tấn công quân mình rồi anh em ạ. Đâu có đáng ngại anh em nhỉ. Mấy anh chàng kiếm sĩ đi ăn thua gì anh em ạ. Quả này mẹ lính giáo lên phang luôn nào. Wow. Máu rồi đây anh em nhỉ. Đó, đó, đó. Mấy đánh kiếm sĩ này thì chống chọi thế nào được với anh chàng lính giáo bên mình anh em nhỉ. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em nào mà đã đăng ký kênh rồi thì nhớ like video để mình có thêm động lực mình ra video mỗi ngày cho anh em xem anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Wow, wow, wow. Và bây giờ là sự xuất hiện của những anh chàng cung thủ anh em ơi. Lính giáo của mình chạy lên nghênh chiến luôn anh em nhỉ. Úi giời ơi, mẹ cho nó bắn thoải mái luôn anh em ạ. Mới được cung thủ này thì ăn thua gì anh em nhỉ. Ấy ấy ấy, cung thủ này bắn được phát nào thì bắn đi rồi tạch nào. Đấy, cứ đánh xong một trận mà không có ai thì mình tạm thời mình lui quân trước anh em nhé. Để xem nào, quân địch còn tạo điều gì bất ngờ cho chúng ta ở sứ mệnh 300 này không anh em nhỉ. Tiếp tục theo dõi tiếp anh em nhé. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nha anh em. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Wow, lại là xuất hiện của những anh chàng lính giáo anh em ơi. Ôi trời ơi, lần này là lính giáo với lính giáo va chạm nhau rồi anh em ạ. Ấy da, ấy da. Quả skin năng lượng mặt trời này thì ngán thì cha con đằng nào anh em nhỉ. Vào là chiến thôi anh em ạ. Wow wow, chiến nào chiến nào. Quá là kinh khủng đấy anh em ơi. Xem nào, xem nào, xem nào. Mấy thằng lính giáo này thì ăn thua gì anh em nhỉ. Ấy, trong một hồi mẹ chiến đấu thì lính giáo bên quân địch đã tạch hết rồi anh em ạ. Giờ thì chỉ còn mẹ lính giáo bên mình là mẹ trọn vẹn thôi anh em ơi. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Wow. Và bây giờ là sự xuất hiện của những bà phù thủy anh em ạ. Có hai bà phù thủy đang xuất hiện trên đồng cỏ của chúng ta anh em ơi. Mấy bà phù thủy này thì tuổi gì anh em nhỉ. Wow wow. Múc nào, múc nào. Lính giáo đâu, lính giáo đâu. Tiểu lính. Wow, phù thủy này. Này thì phù thủy này anh em này. Đấy mà ngông cuồng một tí là bị lính giáo cho nằm yên bất động luôn anh em ơi. Quá là máu chiến luôn anh em nhỉ. Đấy, được đấy, được đấy. Quả skin này là quá đỉnh luôn anh em nhỉ. Đó, dẹp dọn xong bà phù thủy là bây giờ lại không thấy cha con đằng nào nữa anh em ơi. Tạm thời mình lui quân lính giáo về nha anh em nhé. Để ổn định lại tổ chức đây anh em ạ. Wow wow, dàn binh của mình như vậy là quá đỉnh luôn anh em ạ. Ấy chà, và đây là sự xuất hiện của anh chàng khổng lồ đỏ anh em ơi. Nhìn anh chàng khổng lồ đỏ này là biết ngay dân chơi rồi anh em ạ. Đấy, 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 khổng lồ này. Đập được phát nào đi rồi đập đi rồi tạch nào. Wow. Ra mới đập được một cái là tạch luôn anh em ạ. Úi giời ơi, tưởng như thế nào anh em nhỉ. Xem nào, xem nào, xem nào. Còn có ai nữa không, còn ai nữa không. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Wow. Và đây là sự xuất hiện của những anh chàng kiếm sĩ anh em ạ. Mấy thằng kiếm sĩ này không ăn thua đâu anh em ơi.
Skin này thì quá là yếu luôn anh em nhỉ. Ấy chà, ấy chà. Mẹ ai tàn bật ngửa luôn anh em ạ. Làm sao mà có thể chống trả được cái dàn đội binh của mình nó kinh khủng như vậy chứ anh em nhỉ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Xem nào, xem nào, xem nào. Chưa thấy ai anh em ạ. Đó, đó. Vậy thì tạm thời nghỉ ngơi một tí rồi chờ đợi anh em nhá. Đó, đó, đó. Không có ai thì tạm thời mình lui quân thôi anh em nhỉ. Lui quân về để bảo toàn lực lượng đó. Ấy da, cung thủ anh em ơi. Mấy đứa cung thủ này thì làm nên trò chống gì anh em. Bắn được phát nào thì bắn đi rồi xanh cỏ nào. Wow. Xử lý nó, xử lý nó. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Xử lý nó đi nào. Wow, này thì cung thủ này. Bắn à. Sau một hồi tấn công dồn dập thì quân mình đã lấy lại được thế trận rồi anh em nhỉ. Quân địch thì cứ ra đằng nào là mình thì thằng đó thôi anh em ạ. Không có việc gì mà phải bàn cãi về skin này nữa rồi anh em nhỉ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em anh em ạ. Wow, wow, wow. Và đây là một đội binh lính giáo đã xuất hiện anh em ơi. Quả này thì chiến thôi nào. Úi dồi ôi, mấy thằng lính giáo này không ăn thua anh em ạ. Chiến nó đi, chiến nó đi. Anh em thấy gì chưa? Đây là sự va chạm của những anh chàng lính giáo anh em ơi. Quá là kinh khủng anh em nhỉ. Chiến nào, chiến nào. Mấy thằng lính giáo này đánh không có đẹp mắt anh em nhỉ. Gặp kiếm sinh là mẹ nhảy vào nó pha kìa thì thôi rồi. Mấy thằng lính giáo này làm sao mà chống trả được anh em nhỉ. Đó, mấy thằng lính giáo đánh cứ khều 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 này nghe mắc mệt anh em ơi. Nhưng mà sứ mệnh chỉ cho mình sử dụng lính giáo thôi thì mình phải sử dụng thôi anh em nhỉ. Chứ không thì mình mèo quăng quăng cho quả mè skin kim mới sĩ ra đây thì mà trời lòng đất lở anh em nhỉ. Đâu rồi, đâu rồi, ấy da, lại là phù thủy anh em ạ. Mới hạ xong hai bà phù thủy xong bây giờ lại sự xuất hiện của ba bà phù thủy anh em ơi. Quả này thì chiến nào. Wow, wow, mấy thằng lem nhem này thì sao mà giải quyết được anh em nhỉ. Đấy, quan trọng là phù thủy kìa. Nhảy vào chiến luôn anh em ơi. Ui trời ơi, ui trời ơi. Một phát. Chiến nào, chiến nào. Wow, wow. Phù thủy mà hóa phép như phiên trưởng anh em nhỉ. Như phiên kiếm hiệp luôn nhưng mà không ăn thua anh em ạ. Bị lính giáo của mình hạ hết rồi anh em ơi. Để xem nào, để xem nào. Và đây là sự xuất hiện của những anh chàng khổng lồ anh em ơi. Wow. Và đây là hai anh chàng khổng lồ đã xuất hiện anh em ạ. Quả này thì chiến thôi nào. Wow, wow. Chiến nó đi, chiến nó đi, chiến nó đi. Wow, wow. Quá là kinh khủng luôn anh em ạ. Xem nào, xem nào. Vậy là một anh chàng khổng lồ đã tạch rồi anh em nhá. Giờ còn một anh chàng khổng lồ nữa anh em ơi. Để xem nào, để xem nào. Hắn ta chống cầm cự được bao lâu đây. Wow. Vậy là hai anh chàng khổng lồ cũng tạch luôn rồi anh em ạ. Để xem nhân vật kế tiếp là gì anh em nhá. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Úi xồi ôi. Ái da, lại là kiếm sĩ anh em ạ. Mấy là kiếm sĩ lem nhem thì để giải quyết được công việc gì anh em nhỉ. Chiến nào, chiến nào. Wow. Đùa. Đùa mới lính giáo à. Ấy chà. Sau một hồi chiến đấu thì mẹ quân địch nằm yên bất động hết luôn rồi anh em ạ. Để còn xem mà mẹ nhân vật nào bất ngờ nó xuất hiện trên đồng cỏ xanh tươi bát ngát ở sứ mệnh 300 này không anh em nhé. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em nào mà đã đăng ký kênh rồi á thì nhớ like video để mình có thêm động lực mình ra video mỗi ngày cho anh em xem anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, thợ mỏ mẹ đào hết cả vàng rồi mà quân địch còn chưa ra hết anh em ạ. Mình mới mẹ mới phang cái quả đống vàng nó để cho mẹ mấy ông thợ mỏ đào anh em ơi. Wow, 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 lại là cung thủ anh em ạ. Mấy đợt cung thủ này ra có bắn được phát nào thì bắn đi rồi tạch nào. Mấy đợt cung thủ này không ăn thua đâu anh em ạ. Chiến nào, chiến nào, cơn cuồng phong của lính giáo đâu rồi nhờ. Đấy, đấy, chiến nào. Mấy ông lính giáo này ông như chưa đánh vào nó che mặt. Mấy ông này buồn cười lắm. Cứ gặp như kiếm sĩ mới nhảy vào nó phang liền anh em nhờ. Không phải bàn cãi gì nhiều nhưng mà mấy ông lính giáo này đánh chậm lắm anh em ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Bơm máu nào, bơm máu nào. Đấy, anh em thấy chưa. Mẹ bơm máu cho cái chiến binh để nó chiến đấu cho lâu lâu một tí ấy nhá anh em nhỉ. Để xem nào, để xem nào. Quân địch còn nhân vật nào bất ngờ để xuất hiện được không anh em nhỉ. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ấy, 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 không có ai thì tạm thời về nhà làm mẹ chén cơm nguội anh em nhỉ. Úi rồi ôi. Và đây là sự xuất hiện của ba anh chàng khổng lồ đỏ anh em ạ.
dân chơi khổng lồ đỏ thứ thật của chúng ta đã xuất hiện đây rồi anh em ơi. Quả này đi chiến nào. Wow. Đấy anh em thấy không, mẹ lính giáo tỉnh nộ rồi thì làm sao mà mấy đứa khổng lồ đỏ để chống trả được anh em. Ô mẹ, mấy ông lính giáo cứ đứng che đấy nhở, mẹ nhảy vào xử lý liền kiểu trời ơi. Mẹ chạy vào xử lý liền nhưng mấy ông mẹ toàn đứng che mặt không à. Chiến nào chiến nào, còn ai ra khổng lồ nữa thôi. Wow wow. Vậy là sứ mệnh 300 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nhé bạn ơi. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì bạn nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Giờ chúng ta qua sứ mệnh 378 nào anh em. Để xem nào, để xem nào. Và sứ mệnh 378 này có một bạn yêu cầu mình chơi anh em ạ. Và mình sẽ chọn chế độ chơi là cực khó nha bạn nhé. Đâu rồi đâu rồi, mình thay đổi quả mẹ skin cho nó máu nào. Đây, làm quả skin mẹ năng lượng mặt trời cho đằng kiếm sĩ nè anh em nhỉ. Đấy đấy đấy. Anh em thấy giờ mẹ quả skin này lạ lắm, mình chưa chơi bao giờ anh em ạ. Nên bây giờ mình chơi thử anh em nhá. Và đây là giao diện của sứ mệnh 378 màn cực khó nha anh em. Wow, lại là chiến đấu trên mẹ một cồn cát của sa mạc anh em ạ. Để xem nào, để xem nào. Sứ mệnh này còn tạo cái điều gì bất ngờ cho chúng ta không anh em nhỉ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nha anh em. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Mình sẽ không bỏ sót bất kỳ những sứ mệnh nào mà anh em yêu cầu mình chơi đâu anh em. Chỉ cần anh em yêu cầu thôi là mình chơi hết anh em ạ. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em nào mà đã đăng ký kênh rồi thì nhớ like video để mình có thêm động lực nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy thì trước tiên ở sứ mệnh 378 này vẫn như thường lệ mình sẽ đầu tư vào mấy anh chàng thợ mỏ trước anh em nhé. Làm gì thì làm chứ cứ phải có vàng thì mới chiến đấu được anh em nhỉ. Cứ phải cho mấy ông thợ mỏ này ăn uống mẹ no say đi thì mấy ông mới có tích cực đào vàng anh em ạ. Đấy cứ đào vàng thoải mái đi rồi tí nữa mình mà đủ số lượng vàng mình sắm hết full kiếm sĩ luôn này mình ra mình chiến đấu với quân địch anh em nhá. Mẹ tấn công phát là ăn ngay anh em nhỉ. Anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Đấy nhìn quả mẹ cồn ca sa mạc như thế này là mẹ muốn mẹ máu chiến liền anh em nhỉ. Ấy da ấy da, nhân vật đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện rồi anh em ạ. Một anh chàng kiếm sĩ skin năng lượng mặt trời anh em ơi. Nhìn quả skin này hết sức là lạ mắt anh em nhỉ. Đó đó đó, bên quân địch cũng không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Bên quân địch mới xuất hiện mẹ ba anh chàng cung thủ với ba anh chàng kiếm sĩ anh em ơi. Mình ra lượng kiếm sĩ mình đủ nhiều là mình qua mình phang luôn anh em ơi. Xin cái tượng quân địch luôn anh em nhỉ. Giờ thì cứ tập trung đào vàng và để cho mấy ông thợ mỏ ăn uống no say đấy anh em ạ. Khi nào mà có số lượng vàng lớn mình phang phát ăn ngay anh em nhỉ. Chơi chiến thuật mới chứ kiểu đánh kiểu du kích mấy quân địch ấy dài dòng lắm anh em ơi. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Đấy đấy, ra nhanh 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 nào. Làm quả skin này nhìn mẹ đầu cứ kiểu là như đội nón bảo hiểm ấy anh em. Rất là buồn cười. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Úi rồi mẹ mẹ, quân địch đang hít đất luôn anh em ạ. Quả này mình phang phát là qua chiến luôn nào. Đang máu chiến anh em nhỉ. Wow wow wow. Quả này là phang thật đấy anh em ơi. Đủ rồi đấy, đủ rồi đấy. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Ra nhanh 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 nào. Nhìn skin năng lượng mặt trời này nhìn hơi bị buồn cười anh em nhỉ. Wow, giờ đi chiến thôi nào. Coi mẹ sức mạnh của những anh chàng kiếm sĩ trong skin năng lượng mặt trời nó anh em ơi. Chiến nào. Đấy mẹ, quân địch chạy té khói rồi anh em ạ. Úi trời ơi, úi trời ơi. Mẹ chạy nhanh còn kịp, chạy nhanh còn kịp. Chiến nào. Giờ đi xin kích tượng nhá. Đâu rồi đâu rồi. Úi trời ơi, giờ xem mẹ tự sắp sập đây là bộ mặt ra. Đâu rồi đâu rồi. Wow. Vậy là sứ mệnh 378 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nhé bạn ơi. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì bạn nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Giờ chúng ta cùng qua sứ mệnh 248 nào anh em. Có bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 248 anh em ạ. Và vẫn như thường lệ thì mình sẽ chọn chế độ chơi là cực khó nha bạn nhá. Ái da ái da. Lại là một giao diện hết sức quen thuộc anh em nhỉ. Úi giời ơi, úi giời ơi. Nhìn mẹ khung cảnh như thế này là các chiến binh của mình ra là mẹ máu chiến liền anh em ạ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.
Chúc anh em có những phút giây thư giãn thật là thú vị bên video của mình nha anh em. Đấy, 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 ai da. Mẹ con lính bắn tỉa bên quân địch kia bắn anh giờ anh em ạ. Ấy da, mẹ nó hạ được một thằng thợ mỏ rồi anh em ơi. Mẹ giờ kiếm sĩ lên xử lý nào. Chiến nó nào, wow, bắn này, bắn thợ mỏ này. Rồi rồi, hai thằng, đúng rồi, tạch chưa máu nhỉ, mẹ bên mình mẹ đội quân chưa ra kịp mà nó lên nó tấn công luôn rồi anh em ạ. Cái thằng cung thủ này hơi bị được đấy anh em ơi. Để xem nào, để xem nào, để xem nào. Ra nhanh nhanh để còn chiến đấu nào. Ôi dồi, đây là sự kết hợp của những anh chàng quân sĩ và lính giáo đang tấn công quân mình anh em ơi. Quả này thì mẹ cho nó san bằng tất cả luôn. Ôi dồi, lính giáo chạy tụt cả quân luôn anh em ạ. Đùa, mấy chú đùa với kiếm sĩ à. Người mẹ ốm yếu như vậy mà mấy chú dám đùa. Ấy da, ấy da. Mẹ chạy, mẹ tụt cả quần ra đấy, đùa thế nào được anh em nhỉ. Đừng đùa với kiếm sĩ nhá. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ có võ đấy anh em ạ. Đấy, quả skin này thì hơi nhỏ bé anh em ơi. Chứ skin macaron thì lại hơi to một tí anh em ạ. Hôm nay mình thử skin năng lượng mặt trời anh em nhé. Úi dồi ôi, vào quân địch đã tấn công tiếp rồi anh em. Quả này dồn dập thế anh em nhỉ. Vào chiến nào. Mày tấn công này lại chạy tụt cả quần chưa. Mày tấn công này đùa. Úi dồi ôi, chiến nào chiến nào. Wow 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 wow. Đùa với kiếm sĩ à. Úi dồi lại chạy anh em ạ. Mẹ quân địch được đấy. Úi dồi mẹ nó bắn mất hạ mất một thằng rồi anh em ơi. Quân địch được đấy, quân địch được đấy. Màn này mình sẽ phục thù nha anh em nhá. Mẹ nó quan nó tấn công mình liên tục anh em ạ. Mấy thằng này, mẹ thả mấy con zombie ra nào. Đấy, thả mấy con zombie trong chiến đấu nào. Bắn à, bắn vớ vẩn à. Chạy nhanh còn kịp này, chạy nhanh còn kịp này. Bắn này, bắn này, bắn này. Bắn này. Đùa, đùa. Úi giời, nó hạ zombie mình rồi anh em ơi. Kệ nó, không sao cả, không sao cả. Bình tĩnh anh em nhỉ. Quả này mình chơi chiến với quân địch này. Đấy, đấy, đấy. Giờ lại chạy lên tiếp anh em nhỉ. Tầm này thì mẹ chơi bài ngửa với quân địch luôn chứ làm gì mà phải ngại nữa anh em ạ. Úi giời ơi, úi giời ơi, đùa mấy kiếm sĩ à. Chiến luôn, màn này máu chiến lắm rồi. Tấn công phủ đầu luôn anh em ạ. Bây giờ mới cơ hội để phản công này. Đùa, mấy chú đùa, vào xin cái tượng nào. Đấy, đấy, mẹ thằng nào ra xử lý được đó luôn anh em nhỉ. Đấy, ấy, 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 mẹ vào xin tượng nào. Tiếp viện ra đi. Trời ơi đùa, tiếp viện ra. Ấy 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 ấy. Vậy là sứ mệnh 248 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nhé bạn ơi. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì bạn nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Giờ chúng ta cùng qua sứ mệnh 75 nào anh em. Có bạn Nhất Vũ yêu cầu mình chơi sứ mệnh 75 anh em ạ. Cảm ơn bạn Nhất Vũ rất là nhiều nhá. Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ mình nhé bạn nhá. Và đây là giao diện của sứ mệnh 75 anh em ơi. Ấy da. Giao diện này lại giống giao diện trước anh em nhỉ. Lại là đồi cát, cồn cát anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Lại tiếp tục phang vào mấy ông thợ mỏ trước anh em nhỉ. Đấy, đấy, phải mấy ông thợ mỏ ra nhiều nhiều một tí rồi mình có số lượng vàng mình mua cái chiến binh cho nó máu anh em nhá. Để xem nào quân địch qua lên chưa nhỉ. Đâu rồi, mẹ chưa thấy ai anh em ạ. Đấy, mình mới sắm được một đội quân kiếm sĩ anh em ơi. Thừa thắng mà xông lên tiếp tục sử dụng năng lượng mặt trời skin này cho kiếm sĩ anh em nhé. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em coi được video của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đâu rồi, ấy da, khổng lồ, khổng lồ. Quả khổng lồ này thì cực kỳ yếu anh em ạ. Quả khổng lồ này là lên mẹ kiếm sĩ xử lý ngay anh em nhỉ. Không phải bàn cái nhiều khổng lồ này anh em ạ. Đấy. Tạch chứ đâu. Wow. Khổng lồ đỏ chứng tỏ dân chơi đã tạch rồi anh em ạ. Giờ thì đến mẹ đội binh kiếm sĩ anh em ơi. Quả này vào. Úi giời ơi. Chạy nhanh còn kịp. Đùa. Đùa với kiếm sĩ anh em nhỉ. Đừng đùa với kiếm sĩ. Đâu rồi. Ra nhanh nào các chiến binh ơi. Mẹ khổng lồ đỏ còn hạ được thì mấy thằng cung thủ mấy kiếm sĩ bên quân địch thì tuổi gì anh em nhỉ. Xem nào. Đâu rồi. Tiếp tục bè đầu tư cho mấy ông thợ mỏ đào cho nó máu chiến anh em ạ. Để xem nào.
Đó, đó, giờ là mẹ phan thêm quả dây quay cho nó đủ bộ anh em nhé. Đấy, cho mấy ông cung thủ ra cho nó đủ bộ anh em ạ. Sự kết hợp giữa anh chàng cung thủ và kiếm sĩ anh em nhỉ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Đấy, đây, 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 lính giáo mới phù thủy anh em ơi. Lính giáo mới phù thủy đang tấn công quân mình anh em ạ. Đã vậy thì mình chiến luôn nào. Đùa, đùa với kiếm sĩ à. Đấy, sự kết hợp của đôi hoàn cảnh anh em nha. Người bắn thì người tấn công anh em. Đấy, còn mấy bà phù thủy này nữa. Xử lý luôn nào, xử lý luôn nào. Một phát này, trưởng được phát nào, trưởng đi rồi tạch nào. Đùa này, phù thủy này. Wow, vậy là sứ mệnh 75 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nhé bạn Nhất Vũ ơi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Rồi, giờ chúng ta cùng qua sứ mệnh 42 nào. Có một bạn Thúy Nguyễn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 42 anh em ạ. Và bạn ấy nói là bạn ấy đăng ký kênh rồi. Cảm ơn bạn Thúy Nguyễn rất là nhiều nhé. Hy vọng Thúy Nguyễn tiếp tục đồng hành cùng mình trong những video sắp tới nhé bạn nhé. Chúc bạn xem video của mình vui vẻ nhé bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Giờ thì trước khi vào sứ mệnh thì mình thử thay đổi các skin của nó như thế nào nào. Đâu rồi. Mẹ phang cho quả skin thôi khỏi cần thay đổi đi anh em nhỉ. Vào là chiến thôi anh em nhá. Và đây là giao diện của sứ mệnh 42 màn cực khó nha bạn Thúy Nguyễn nhá. Wow, nhìn cái khung cảnh này là quá là đẹp luôn bạn nhỉ. Giờ thì mình tiếp tục đầu tư vào mấy anh chàng thợ mỏ trước bạn nhé. Wow, phang cho quả skin kiếm sĩ này qua để mẹ nó hạ knock out bên quân địch nào. Để xem nào mấy anh chàng kiếm sĩ này có giúp mình phá đảo sứ mệnh 42 không anh em nhé. Ái da, mẹ quân địch tấn công luôn anh em ạ. Ở sứ mệnh 42 này quân địch tấn công phủ đầu luôn anh em ơi. Và quân địch cũng chạy tụt cả quần luôn bạn ạ. Úi dồi, tưởng như thế nào. Mẹ lên tấn công. Úi dồi. Đó là sứ mệnh anh em nhé. Đấy, chạy nhanh còn kịp. Cơn cuồng phong của kiếm sĩ đang đến rồi. Đó, tạm thời mình lui quân nhá. Chứ bây giờ mình phang tượng là tượng sập liền đấy. Để xem nào, mình về cho đội hình nó đông đủ một tí nhá bạn nhá. Chứ bây giờ mình tấn công ngay thì cũng nguy hiểm lắm. Đó, xem nào. Đấy, làm phát mẹ quân địch tè khói liền, làm sao mà dám tấn công nữa anh em nhỉ. Tấn công một cái mẹ không ăn thấy mình, mẹ đội quân của mình dữ dội quá là quân địch cũng sợ liền anh em ạ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Mình sẽ không bỏ sót bất kỳ những sứ mệnh nào mà anh em yêu cầu mình chơi đâu anh em. Chỉ cần anh em yêu cầu thôi là mình sẽ chơi hết anh em ạ. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để mình ra video mỗi ngày anh em ơi. Và giờ mình tấn công để xin cái tượng nào anh em. Lên nào. Đấy, tấn công để kiếm cái tượng bên quân địch anh em nhỉ. Quả này là xin tượng thật sự rồi anh em ơi. Quân địch không có khả năng để chống trả. Chiến nào. Anh em ơi. Wow, vậy là sứ mệnh 42 mình đã hoàn thành rồi nhé bạn ơi. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Giờ chúng ta qua sứ mệnh tiếp theo nào. Và đây là sứ mệnh 338 nha anh em nhé. Có bạn Quyết về Hoàng Việt yêu cầu mình chơi sứ mệnh 338, mình sẽ chơi theo yêu cầu của bạn nhé. Và mình sẽ chọn chế độ chơi là cực khó nha bạn nhé. Và ở sứ mệnh này thì mình sẽ nâng cấp các chiến binh nào. Đó, mình vừa thay đổi quả trang phục cho những anh chàng kiếm sĩ anh em ạ. Để xem nào. Wow. Và đây là giao diện của sứ mệnh 338 màn cực khó nha bạn nhé. Đó, bên mình chưa gì mà sứ mệnh đã khuyến mãi cho mình một anh chàng saxophone và một anh chàng nhà vua anh em ạ. Đây là vua của những chiến binh anh em ơi. Đó, giờ thì phải cho mấy anh thợ mỏ phải ăn thật nhiều dinh dưỡng vào để đào vàng anh em nhá. Đấy. Có tí dìu và phát mê ông đào hăng máu liền anh em ạ. Ấy nhá. Mẹ lính giáo bên quân địch tấn công luôn rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Lính giáo này thì tuổi gì anh em nhỉ. Mẹ saxophone kiếm to hơn người đã ra xử lý rồi thì làm sao mà chống trả được hả anh em. Đó, lên đây mà kiếm ăn. Thấy chưa, còn cha con thằng nào mò mặt ra để xử lý luôn nào.
Chiến nào, chiến nào anh em ơi. Và anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nha anh em nhá. Wow wow wow, đây là cơn cuồng phong của anh chàng mẹ saxophone anh em ạ. Đó đó, anh em thấy sự kết hợp của những anh chàng kiếm sĩ chưa? Quá là đỉnh cao luôn anh em nhỉ. Trong các skin của kiếm sĩ thì mình thấy mẹ skin macaron này là chơi là oách nhất anh em ạ. Chiến nào, zombie zombie thì mấy thằng zombie đi bộ này thì không ăn thua đâu anh em ạ. Đó đó, nhà vua cũng tham chiến luôn anh em ạ. Nhà vua đấy vừa đi vừa chống gậy như thế này khó chiến lắm anh em ạ. Chiến nào, wow wow wow. Zombie nhảy, zombie nhức thì ra đây xử lý hết anh em nhỉ. Đâu rồi. Úi dồi ôi, mẹ sắc sơm đồ kiếm to hơn người đang mẹ thể hiện kỹ năng của mình anh em ạ. Anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em nào mà đã đăng ký kênh rồi thì nhớ like video để mình có thêm động lực nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em có những phút giây thư giãn và thú vị bên video của mình nha anh em. Wow. Saxophone đang trổ tài anh em ơi. Chiến nào, úi dồi, hai đánh một à. Mấy thằng quân địch này láo nhờ. Úi dồi, mày đi ngoi lên nữa nhá. Quá là máu chiến anh em nhờ. Đâu rồi, còn thằng nào mò mặt ra đây để xử lý luôn nè. Ấy, lại là sự kết hợp của những anh chàng kiếm sĩ và cung thủ anh em ạ. Để bảo vệ nhà vua anh em nhờ. Đấy, giờ thì mình tiếp tục mình đầu tư thêm vào những chiến binh của mình để qua mình xin cái tường bên quân địch anh em nhé. Quân địch thì nghe cũng không có gì là căng thẳng lắm anh em nhỉ. Chỉ có mấy thằng mẹ zombie làm loạn thôi chứ gần quân địch thì làm sao mà dám tấn công mình lần nữa được anh em. Đội quân của mình như vậy là mẹ quá chất lượng rồi anh em nhỉ. Lên là chiến luôn anh em ạ. Wow, úi dồi, mẹ zombie nhảy nữa, mẹ zombie to nữa, úi dồi. Mẹ ra đằng nào là thịt đằng đó lên, làm sao mà chống trả được. Rồi, phát này lên, mẹ xin cái tượng nào, xin tượng nào. Wow, dẹp đường cái nhà vua đi lập tượng nào. Chiến nào. Úi giời ơi. Úi da, mẹ chơi kiểu vườn không nhà trống à. Đấy da, zombie à, ra đây thịt luôn. Đấy, cơn cuộc phong của kiếm sĩ lập tượng này anh em ơi. Quá là dữ dội luôn anh em nhỉ. Úi dồi, tiếp biệt ra. Máu chưa? Đâu đâu rồi? À kia thấy rồi. Chạy vào quăng đi đâu chúng nó phát được cái luôn. Wow, vậy là sứ mệnh 338 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nhé bạn ơi.